Sứt môi hở mãi ở trẻ là một loại dị tật khá phổ biến. Mặc dù ngày nay đã có giải pháp phẫu thuật can thiệp, tuy nhiên, dị tật này vẫn để lại rất nhiều những hệ quả ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của trẻ trong quá trình phát triển và lớn lên. Vậy các mẹ cần làm gì để có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ mắc dị tật này? Hãy cùng lưu ý tới 5 điều sau nhé. 1. Cân bằng dinh dưỡng. Cơ thể mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất cho thai nhi trong bụng. Vì vậy, chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng là vô cùng quan trọng. Mẹ bầu nên chú ý ăn nhiều rau và trái cây, hạn chế thành phần đường, muối và các thực phẩm đóng hộp. Khi mẹ bị thiếu vitamin B, acid folic thì thai nhi càng dễ xảy ra dị dạng bẩm sinh. Tuy nhiên, cũng cần nhớ nếu vitamin A quá dư thừa cũng làm tăng nguy cơ sứt môi hơn. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên bổ sung hợp lý sắt, kẽm, canxi. Theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, mỗi ngày bà bầu cần bổ sung khoảng 0,8mg acid folic. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì con số này là khoảng 0,4mg để phòng ngừa dị tật các dây thần kinh ở phôi thai. Tuy nhiên, nếu mẹ dùng thuốc thì cần theo chỉ định chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó, nên kết hợp thực phẩm như cải bó xôi, cà chua, cam quýt, dâu tây, gan động vật, thịt gia súc và trứng. 2. Tạo thói quen thư giãn giải tỏa căng thẳng. Trong suốt thai kỳ, thậm chí là trước khi mang thai thì mẹ vẫn nên học cách giải tỏa áp lực, có thể làm những việc mình yêu thích như nghe nhạc, đọc sách, tán gẫu với bạn bè để tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực. 3. Không tắm lâu trong nước nóng. Nhiều nghiên cứu phát hiện, mẹ bầu mỗi ngày nếu ngâm mình trong nước nóng quá 15 phút sẽ gây hại cho thần kinh trung khi của thai nhi. Nếu tắm hơn 40 đến 60 phút thì tỷ lệ dị tật thai nhi càng tăng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước tắm cũng không nên quá cao để tránh tác động lên nhiễm sắc thể, dễ gây biến dị. 4. Cai thuốc lá và phòng ngừa bệnh tật. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo 3 tháng trước khi mang thai, phụ nữ nên cai hoàn toàn thuốc lá để giảm bớt các hóa chất có hại. Ngoài ra, trong thai kỳ, mẹ bầu cũng nên thận trọng mọi sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi, đồng thời cần vận động hợp lý để tăng sức đề kháng, hạn chế mắc bệnh. Nếu thật sự phải điều trị bệnh, bạn cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc uống. 5. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước khi kế hoạch sinh con, cả hai vợ chồng nên tiến hành khám sức khỏe để chẩn đoán bệnh, kịp thời điều trị để loại bỏ các tác nhân có thể gây dị tật cho thai nhi. Ngoài ra, trong suốt thai kỳ, mẹ cũng phải thực hiện đầy đủ các loại kiểm tra, xét nghiệm sản khoa để đảm bảo bản thân và em bé luôn khỏe mạnh. Vừa rồi là 5 điều mẹ bầu cần ghi nhớ để có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ mắc dị tật sứt môi hở hàm ếch. Hy vọng rằng các mẹ đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích và có những điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng phù hợp để có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bản thân và em bé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Hẹn gặp lại ở những thông tin hữu ích sau.